Pero en Cuba hay un rico ahí que tenía que ser observado de la mamá. ¿Cómo yo, yo? ¿Han chupado de yo, Junya? ¿Y ahora? ¿Oye? Ông bà có dạy, liệu
cơ cấp thấp, chỗ ở hơi nhỏ thì phụ, nhưng nó phù hợp với điều kiện kinh tế của mình thì mình cứ chọn ở đó. Kén cá chọn canh. Còn Hân nó đâu có kén cá chọn canh đâu, nó chỉ muốn cho nó với hai đứa con có một chỗ ở tương tự cho Hân thôi, thì có gì là sai? Đây không phải là thời điểm để nó muốn là không muốn, mà đây là thời điểm để vợ chồng đó đâu cam không khổ để gây dựng được tất cả. Gây dựng lại nói thì dễ, nhưng mà cụ thể đi, thời gian là bao lâu? Nếu vợ chồng nó cùng đồng lòng thì cũng sống được thôi. Ông bà ta chẳng nói đồng vợ đồng chồng tác biệt đâu cũng tạm được gì. Dạ con sẽ cố gắng trong vòng 3 năm sẽ ngày mình lại sự nghiệp đúng như chúng ta. Theo con thì con thấy á, giữa cái bệnh soi thực tế mà rất là xa rồi, cũng như vợ chồng con nè nói mua nhà mà kế hoạch mãi mãi là kế hoạch cho tới khi mua nhà là con muốn biết. Lần đầu tiên á, mẹ nghe một câu nói thật đúng từ con đó không? Cảm ơn mẹ. Thôi, đó là cho tôi.
coi như là bây giờ á, chị nhảy mặt ba em, rồi chị thương em, như chị cũng cứ chuyện họ bỏ qua cho anh ha, anh chặt chặt là được rồi. Tôi á, không muốn là anh biết là người khó khăn. Tôi cho cậu gửi chị 3 ngày nữa đó. Dạ, đúng rồi chị, em cảm ơn anh chị. Cuối rồi phải không? Anh đó. Ngoài cái nhà mình đem bán rồi. Sao mình lại đây? Một em mới lên nhà tập. Các bạn là gì? Bà làm cái gì vậy? Con nó đã khổ lắm rồi. Ông cũng muốn làm mắng á, thì làm mắng tôi nè. Đừng có cằn nhằn con nhỏ nữa. Tôi là con, thì ngay bây giờ bà dạy nó cách tự biết chăm sóc bản thân, tự biết chăm sóc gia đình mình đi. Cái chuyện đừng thì có giới hạn không? Cùng lắm ạ. Đem con về nuôi được chưa? Đó, vậy á, vậy sao con nó không hơi cái gì? Ông nói cái gì vậy? Ông phải nhớ là con không biết. Giúp gia đình rất nhiều. Giờ đó, còn sửa được nhà, mua được tivi, mua được máy giặt, đúng không? Ờ. Đâu, ta nghe lời quá. Tôi nhớ rất rõ mọi chuyện. Bà bảo vệ được. Bà không biết ai là người kiếm tiền. Để con bà mua cái này, cái nọ, đem về nhà này không? Đó là thằng Kiệt đó. Còn con hơn mà nó hư hỏng á thì là lỗi của tôi không chịu không qua
Đó rồi hả? Thì có làm sao đâu. Vậy qua vậy đó phải tập 12. Không biết nữa, qua coi dữ lắm. Má coi đến tối đi luôn á. Bón hả? Chắc vậy à. Coi nửa chừng nó khổ chứ nãy mở ra coi nửa chừng. Nó nửa chừng thì không nó mất tiền rồi. Em chưa có kịp tâu gì trơn á. Mới mà mở miệng ra đấy. Có một chữ là trong cái nó off luôn. Nó hoành nó làm dư suất đồng tiền.